sau mới hết nằm xuống rồi. Còn câu chuyện còn lại thuộc về cho đội hình bên phía team Sri Lanka. Họ đang va phải những cái tên bên phía của team đó là Maniver. Thì chắc là Maniver rồi. Sri Lanka, Maniver, ai chắc người thắng đây không, được cô Su nằm xuống. Nhưng Quang đổi mang thành công khi bắt đi anh chàng Master Spy trả thù cho phía trước của Mosul. Cuộc chiến gọi là 6 team với 17 player còn sống. Maniver gặp khó khi đó đó là hai người, đây là một cái nhà thí sinh đang cực kỳ hút lên. Và đó thúc đẩy thành công đến từ thành viên cuối cùng bên phía team không, họ vẫn đủ 4 người. Team Việt Nam còn quay trở lại câu chuyện của Brunei với cả đội bên phía team đó là Hồng Kông. Có quá nhiều smoke được trả ra, tầm nhìn là không có nhiều. Chi Huy đang cố gắng đứng một cân hai, bắt được một người và không bắt được người thứ hai. Chi Huy thua ở trong solo kill vừa rồi, rất đáng tiếc. Nhưng đây là thời cơ để Pia sau đẩy lên một khoảng trống quá lớn được để lại đến từ anh chàng Chi Huy bên phía team Brunei, nhưng không được quả đến từ newbie. Nó kết thúc đi toàn bộ cái mạng của người Hồng Kông lên bảng điểm số và không còn ai sống sót cả. Pakistan đang muốn đến với vị trí và vị thế làm người thứ ba. Seiya bị knock out, Effect thì đang cuống nằm, quả đếp được gồng trên tay. Làm sao để cân hai đổi đây? Và quả đếp đó thì nó knock out thành công của Noki rồi và tiếp tục là Effect cân hai thành công. Ông nào sấy kia, ông IQQ sấy lỗi thế. Sau cùng thì với vai trò là người thứ ba đối với phía của Pakistan, họ vẫn có thể đẩy lùi đội tuyển của Sri Lanka đi với một người còn lại, mang về triệt để cái điểm hạ gục này. Sri Lanka thật sự không có mũ ở trên đầu, vẫn sấy với dèo đến từ một thành viên của Pakistan. Và đây là khoảng thời điểm mà tôi đang rất muốn nhờ nha anh em trên kênh chat, anh em nào am hiểu về bộ môn ngoại ngữ, anh em có thể cho tôi xin cái tên của player này biết không ạ? Indo họ đủ 4 người đây rồi, cấp người thứ hai là gì? Indonesia còn có 2 người mà thôi, nhưng Gosu nằm xuống. Sano ơi, sau cái tiếng gì? Indonesia chỉ còn thành viên cuối cùng mà thôi, à không còn 2 người, nhưng một người một chấm máu quang nằm xuống và chỉ có Lambo và Sano 2 vết này. Lambo đang ở đâu đây? Lambo bây giờ mới tới. Sano cần phải quẩy cực kỳ chắc chắn ở trong bán xử lý này, nhưng bây giờ hở sườn đến từ sau nhưng không sao cả. À cái tên Gosu, Sano, Lambo và Quang chia tay Indonesia ở trong game cuối cùng này, nhưng cái giá phải trả cho Việt Nam cũng là cực kỳ đắt, mất đi cả hai player của mình. Không có cơ sở nào để công lên cả, họ đang ở tâm bò. Một cái vị thế của đội tuyển tâm bò, chẳng có lý do gì họ công sang đối phương. Nhưng nét đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam kia, đó là quả nét mang thương hiệu Lamborghini. Góc máy của đội hình bên phía Hồng Kông China, họ đang va vào đội hình bên phía Nhật Bản. Quả đếp được ném lên, nhưng nét đó nét cầu yếu vào đối phương vào tôi. Quả tiếp theo knock out vì chiêu anh chàng Garnet. Apollo Quick nằm xuống và cắn chiếc lượng máu cơ bản, nhưng quả đếp tiếp theo này đến từ anh chàng Râu vẫn trượt rồi. Cần phải có một pha nét chuẩn hơn đến từ vị trí của Râu nha. Quả tiếp theo tốn cực kỳ nhiều đổ đây, nhưng không knock out được người thứ hai bên phía công ty Nhật Bản. Và bây giờ Apollo đẩy ra, Apollo là người yếu máu, nhưng Râu mới là người thắng cơ. Râu nằm xuống ngay sau đó và đó tiếng bắn chéo sang đến từ đường bên phía team đó Nhật Bản. Mất Tôn là người cứu cánh thành công cho những thành viên bên phía Nhật Bản, vào đó điểm kiếm thứ 6 thuộc về Nhật Bản. Đã bắt đầu có tín hiệu hy vọng và tiếp theo từ chối và bây giờ mới bắt đầu tiếp cận lên đến từ Bhutan. Trông Momo kìa, ngựa giò trông như đi dưỡng sinh đến từ vị trí của Momo vậy. Tầm này chắc tôi mong Pakistan bắn clear hoàn toàn Bhutan qua quốc ạ, bởi Pakistan điểm nó có quá cao rồi. Bắn Bhutan đi, Bhutan đang xếp ngay sau đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Những bước ném lên lại đồ squad à, trông giống viễn cảnh đồ giống ngày hôm qua đến từ đội của bên phía Pakistan quá. Lại là nét tốt đến từ Jone, quả nét đốc một gạt một à, một mũi tên trúng hai đến từ đội bên Pakistan luôn. Bắn cái gì đây Pakistan ơi, sẽ chỉ có một cái gốc cây đấy là checkpoint mà Jone có thể nhồi nét vào. Ủa, cầm nét đến tận mặt luôn và nghe thấy tiếng bò rồi, không đeo tai nghe gì mà sao nghe tiếng bò xa thế à Jone ơi. Chủ động spam vào gốc cây của Emperor, Emperor đổi được một người có nét duy nhất trong đội bên phía của Pakistan đã bị knock out và bây giờ sẽ là Emperor. Quả nét tan mình, cấu được một nửa máu của đối phương. Không, đó là quả nét trượt. Quả nét tiếp theo nào, quả nét này trông có vẻ như là trúng này. Đây sẽ là quả nét thay đổi cục diện của pha combat cuối cùng này, và đó vẫn là cái winner chicken dinner được dành cho các thành viên của Đài Bắc Trung Hoa.
Nếu được ném ra đến từ chọc Palm Beach, quả đét chưa chuẩn xác cho lắm, chưa đâu vào được bất cứ ngoài bên phía team nào cả. Vì những quả đét tiếp theo này cũng quá khó để trượt đi. Lycan là người yêu máu, tiếp tục bồi thêm tầm 3 quả nữa vào góc đứng của Lycan với cả chàng boy 59. Khó quá, tuyến sau đâu up the cover đi, không ai cover cả. Không hiểu rằng hai người tuyến sau của đội bên phía team Lào làm gì ở trên đấy vậy. Không có một chút động thái áp lực hay nét xuống đội của bên Indonesia thì gần như sẽ bằng không với cơ hội thủ cuộc đồi này thuộc về cho bên phía team Lào. Quả đét gạt được bọn anh em bên phía team Lào, nhưng thật sự là đội của bên phía team Cambodia, à không, đội của bên phía Indonesia đang thiếu rất nhiều cái quả đét chính xác ở đây rồi. Họ đang tốn quá nhiều đồ vào anh chàng boy 59, nhưng cũng được knock out được một thành viên bên phía của team Lào rồi. Mất ai, bom bít nằm xuống, một tiếng bắn chéo sang, không phải, đó đường nét sang đến từ đội của team Lào. Bây giờ Lào còn một thôi, Poza gỡ sống cuối cùng. Có bất kỳ là quá nhỏ để tạo cho Poza một tình huống che chắn rất đẹp đi. Tiếp tục để lên đến từ vị trí của Rezi cùng với một thành viên team Lào. Thành viên cuối cùng 100 máu, đổi F12K chỉ một viên là đi rồi. 4 kill dành cho đội của Indonesia và họ chỉ bị knock một người, không bị gặp bất cứ ai cả. Quốc gia Việt Nam chúng ta thì vẫn đang kiểm soát tốt khu vực nhà thờ, đó là khu vực nhà Doraemon hồi sinh. Còn đây là Sri Lanka, hay quá Glumsy ơi, có thể cân hai nào. Đối phương ăn máu ở ngay bên trái kia, đẩy ra đến từ vị trí của Glumsy và đó là clear squad dành cho Sri Lanka và nạn nhân là Pakistan. Một cân bốn à, ăn thật sự luôn. Những đường Focus vào đường bên phía team Việt Nam và Lampo đã có kill bắt được Kenny. Đấy rồi, đội tuyển Việt Nam đang muốn mở cánh, đang muốn chặn đi lối đi bò của đường bên phía team Malaysia. Liên tục là tường ghi bàn đến từ đường bên phía của team Việt Nam mà thôi, đặc biệt là cái chỗ Lamborghini. Olio cũng đang qua đường với một chiếc xe Bugatti và Olio giúp luôn và đó vẫn là Lamborghini. Osu confirm và không cho các thành viên của Indonesia có một cơ hội nào để có thể cắt cái điểm kill này. Tiếp tục là Kaluk. Thực sự đối khẩu AUG trong tay của Lamborghini nó đang quá kinh khủng anh em ạ. Sấy gần như không giật.